Thì hiện tại Kỳ đang có mặt ở Vinh Phải số 2 của xã gì, ông Út, ấp gì? Xã Vinh Trung đó. Xã Vinh Thạnh Trung, ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ấp Vinh Lợi đó. Vinh Lợi thẳng trong phòng ấp á. Thì Kỳ sẽ đi qua con miếu của bà Thượng Động Cố Hỷ. Đó, quay vô bà Thượng Động Cố Hỷ nó có từ ngày xưa. Dạ. Cái thời sùm sụp chứ không phải là gì. Đó. Vậy là cái miếu này là có từ bao giờ ha ông Út? Có thời ông Thẻ đó. Thời lâu lắm rồi. Dạ, ở đây rồi. Có thờ cung nghinh thượng động bà Cố Hỷ. Con gái Ngọc Hoàng và Diêu Truyền Thánh Mẫu hội bằng đầu. Dạ, thì rất là miếu rất là nghiêm trang. Thì ông quay luôn cái chàm thờ cấm ông Thẻ này, đó nó có thờ ông Thẻ này cấm cái chàm này 170 mấy năm. À. Vậy là cái chàm này lúc mà cấm ở trên ông Thẻ là có cái chàm này rồi không? Có, tự ơn một gừng rú không không ai trồng. Dạ, dạ. Chúng tôi sẽ làm bờ kè bảo hút về đó để bảo bảo tồn cái chàm lại. Cái chàm lại. Đúng rồi, cái cây chàm nói chung là cái di tích một người xưa. Chung một thời với cái Vinh Ông Thẻ đã, mà lúc mà cắm Vinh Ông Thẻ lên không? Thì cái chàm này rất là to, rất là lớn luôn quý cô bác của anh chị. Là một tuổi thọ là như 100 mấy chục năm phải không ông? 107 từ 170 chục năm cho lên á. Dạ, rất là to, rất là lớn luôn nè. Thì ở đây thì miếu của bà Thượng Đồng Cố Hỷ là có từ từ cái lúc mà hình như là lão ông Thẻ thời sự quan sơ đó sụp sụp đó. Dạ, có từ thời xa xưa hay không? Xa xưa. Bây giờ mới tu bổ lại. Dạ, mình mới thờ ở đây ha. Rồi, đây. Đó, thì ông Út sẽ ở đây, ông Út sẽ dắt mình đi vô Kỳ vô chỗ đây là trước cổng của Vinh Ông Thẻ Vĩnh Thanh Trung, cây Vinh cây Thẻ số 2.